Trong buổi sáng ngày hôm nay và trước cái phiên chất vấn thì với Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, thì để quý vị có thêm những cái nhìn rõ hơn về vấn đề dân tộc trong cái phiên chất vấn ngày hôm qua, thì chúng tôi cũng đã có phóng viên Lê Hương đang có mặt nhà Quốc hội để cung cấp thông tin thêm tới quý vị. Xin mời phóng viên Lê Hương ạ. Vâng, xin chào MC Hà Lan, kính chào quý vị khán giả. Trong chiều hôm qua, nhóm nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội với những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề và phần tranh luận sôi nổi đã làm nóng lên nghị trường. Chúng tôi đã mời đến đây bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh để có những chia sẻ sâu hơn về vấn đề này. Bà đánh giá như thế nào về cái phiên chất vấn của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hồ An Lệnh ạ? Cá nhân tôi cho rằng là đại bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là lần đầu tiên đăng đàn. Tuy nhiên thì bộ trưởng cũng đã rất là trả lời hết sức là ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào vấn đề, và đặc biệt là nó thể hiện được rõ trách nhiệm của bộ trưởng đối với các vấn đề dân tộc cũng như lĩnh vực dân tộc mà bộ đang phụ trách. Và tôi đánh giá rất là cao cái phần trả lời chất vấn của bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Vâng, tại phiên chất vấn thì bà có đặt câu hỏi với Bộ trưởng về chính sách dân tộc còn tàn mát và văn bản bị trồng chéo. Và cái phần trả lời của Bộ trưởng thì đã làm hài lòng bà hay chưa? Cái phần chính sách dân tộc thì bản thân tôi rất là quan tâm, liên quan đến các cái việc ban hành chính sách. Và hiện nay thì cá nhân tôi cũng rất là đồng tình với nhiều nhận định cho rằng là hiện nay chính sách dân tộc thì đang là tản mát và nó chồng chéo, thể hiện ở nhiều văn bản, và đặc biệt là nguồn lực khi chúng ta phân bổ cho các cái hoạt động liên quan đến chính sách dân tộc thì nó còn phân tán. Chính vì vậy mà hiệu quả cũng không cao, và Bộ trưởng khi mà trả lời nội dung chất vấn này thì cũng hết sức là thẳng thắn và rất là rõ. Và trong đó thì tôi rất là vui khi mà Bộ trưởng cho rằng là hiện nay Bộ cũng đã, Ủy ban Dân tộc cũng đã nhìn thấy những cái vấn đề đó và cũng đã đang đề xuất với Chính phủ một cái đề án về việc rà soát, điều chỉnh lại chính sách dân tộc một cách hệ thống. Như vậy thì tôi cho rằng là với cái việc mà Bộ trưởng đã nhìn nhận được bản chất của vấn đề về chính sách dân tộc và có những cái động thái, có những cái chuẩn bị cho cái việc rà soát, sắp xếp thì tôi đánh giá rất là cao. Và cá nhân tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái việc xây dựng đề án cũng như là ban hành đề án để mà có thể theo dõi cái nội dung này cũng như là giám sát cái việc thực hiện của Ủy ban Dân tộc. Vâng, tiếp tục nhóm nội dung thứ ba liên quan đến khoa học công nghệ. Bà quan tâm đến vấn đề nào và bà kỳ vọng như thế nào về phiên chất vấn trong sáng ngày hôm nay? Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cũng là bộ trưởng cũng lần đầu tiên tham gia trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, và cá nhân tôi thì cũng quan tâm rất là nhiều vấn đề đối với lĩnh vực về khoa học công nghệ. Trước hết thì tôi quan tâm đến việc mà ngân sách nhà nước đầu tư cho các cái nghiên cứu khoa học là bao nhiêu, và đến giờ này thì cái việc hiệu quả sử dụng cái nguồn đầu tư đó của ngân sách nhà nước và ứng dụng các cái nghiên cứu khoa học vào trong thực tiễn là như thế nào. Vấn đề thứ hai tôi quan tâm là hiện nay thì với cái việc mà chúng ta đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và xem khoa học công nghệ là nền tảng trong cái việc phát triển kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng xanh đó, thì hiện nay thì cái tỷ lệ mà các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp FDI khi họ đầu tư vào Việt Nam thì công nghệ họ sử dụng là mức độ, trình độ như thế nào, và như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến việc cái phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Và đây là nội dung tôi cũng sẽ quan tâm, nếu mà tham gia đăng ký được thì tôi cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng liên quan đến nội dung này. Vâng, cảm ơn bạn. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh